câu hỏi để tham gia chương trình đồng hành cùng Phim Giờ Vàng, phim Triều Đại Tùy Đường tập 45. Để cách lễ thợ xây cung điện đúng tiến độ, Lý Thế Dân đã hứa thưởng thêm cho mỗi người bao nhiêu lượng bạc. Cách thức tham gia: bước 1, trả lời đúng và nhanh nhất bằng cách nhắn tin vào Messenger fanpage của đài. Thời gian nhắn tin ngay từ lúc kết thúc tập phim chứa nội dung có câu trả lời được phát sóng trên TTV11 đến lúc chiếu tập tiếp theo. Cú pháp tin nhắn: câu trả lời, khoảng trắng, họ và tên khán giả, khoảng trắng số điện thoại để trả thưởng nếu đạt giải. Bước 2, like bài. Bước 3, chia sẻ bài về trang cá nhân. Chúc các bạn thành công.